Hello, I am Mr. Nguyễn Bá Minh. Today I'm going to teach you Unit 14, Free Time Fun, Session B1. Hope you enjoy the lesson. Thầy tên là Nguyễn Bá Minh. Hôm nay thầy sẽ dạy chúng ta bài 14, phần B1. Hy vọng là chúng ta học bài vui vẻ nhé. Now first, you must know some vocabulary. Trước hết chúng ta biết một số từ mới cũng như là ôn một số từ cũ chúng ta đã học qua trong bài nhé. Listen and repeat. Where, war. Đây là động từ ở hiện tại và đây là quá khứ. What does where mean? Listen to the example. You wear earrings. You wear a hat. You wear a skirt. You wear a shirt. So where means mặc. Đeo hay là đội hả? All right. Repeat. To be on. Listen to this sentence and guess the meaning. Nghe câu này và đoán nghĩa xem nha nhé. This evening there will be a very good film on. I will wait to see it. Chiều nay có một phim đang chiếu, phim hay đang chiếu, tôi sẽ chờ xem nó. To be on, đang chiếu hay là đang diễn. Prefer means like better. Example, you say, I prefer cartoons. That means I like cartoons better. Prefer có nghĩa là thích hơn, thích cái gì đó hơn. Thí dụ tôi thích phim hoạt hình hơn. Nha. Thích hơn, thích cái gì đó hơn. Take part in. Equal to join in. And I think you know, có nghĩa là tham gia vào. Plenty of means very many or very much. Rất nhiều, nhiều. Nha, nhiều. Nó dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được luôn nha em. Very many or very much. Maybe. Perhaps. It means có lẽ. Alright. Repeat. Where? War. To be on. Prefer. Like better. Take part in. Join in. Plenty of, maybe, perhaps. Yeah, the vocabulary here is needed for the dialogue today. Đây là những từ vựng cần thiết cho bài học hôm nay nhé em nhé. And in this lesson, we learn a new structure. Trong bài học này, các em sẽ học một điểm ngữ pháp mới, cấu trúc mới, đó là embedded WH questions, câu hỏi nhúng. What is an embedded WH question? Câu hỏi nhúng là câu hỏi sao? Look at the examples. Nhìn ví dụ nhé. You can ask. Em có thể hỏi nè. What TV programs do you like? Hỏi trực tiếp bằng câu hỏi. Có từ để hỏi. What?
những chương trình truyền hình nào mà bạn thích. Thay vì đặt câu hỏi với từ để hỏi như thế, chúng ta không muốn, mà chúng ta muốn nói một câu trần thuật, câu khẳng định, nhưng mà lòng trong đó là có cái ý hỏi, thì chúng ta có cái câu hỏi lúc này nó sẽ nhúng vào trong cái câu trần thuật chúng ta, do đó nó gọi là câu hỏi nhúng. Nó khác nhau như thế nào? Look, I want to know what TV programs you like. Tôi muốn biết là bạn thích chương trình truyền hình nào. Thay vì hỏi như câu phía trên bạn thích chương trình truyền hình nào, chúng ta có thể lồng câu hỏi vào trong câu trần thuật. Lúc đó chúng ta thấy thứ tự của nó giống như câu trần thuật, có nghĩa là gì? Không có trợ động từ do nha, không có trợ động từ do. Rồi, chủ từ rồi tới động từ luôn, không có dùng trợ động từ. Thế thì ngôi ba số thì sao? Look at this sentence. Nhìn câu hỏi này. What kind of music does Lan often listen to? Bạn Lan thích à, bạn Lan thường nghe loại nhạc gì? Thay vì hỏi như thế thì chúng ta có thể hỏi. Một người có thể hỏi nè, anh ta hỏi nè. He wants to know what kind of music Lan often listens to. Nha. Anh ta muốn biết rằng Lan thường nghe loại nhạc gì? À, lúc đó chúng ta thấy không có trợ từ does nha. Câu hỏi này nó được nhúng vào trong câu trần thuật rồi, không có trợ từ does nữa. Mà lưu ý động từ listen phải có s, bởi vì Lan là ngôi ba sở thích. Như thế này gọi là câu hỏi nhúng nha, nó nhúng vào trong câu trần thuật. À, những câu hỏi này, những cái vế sau này gọi là câu hỏi nhúng. À, chúng ta viết thêm một cái mới nữa nha. Alright. Now, you listen and then practice the dialogue with a partner. Các em nghe và luyện tập bài đàm thoại với một bạn của mình nhé. Nếu ở nhà không có ai thì cố gắng lấy cái gương ra, đứng trước gương rồi mình luyện tập bài với trong gương. Còn có ai thì luyện tập với lại người đấy, cha, mẹ, anh, chị, anh em họ, thậm chí hàng xóm, lối qua học chung luôn được không? À, đây, now, open your book, mở sách giáo khoa chúng ta ra. Now, listen. B, what's on? One, listen, then practice with a partner. Do you watch TV, Nha? Not often. There aren't many good programs for teenagers. What kinds of programs do you like? I like to watch programs about teenagers in other countries. I want to know what they do, what they wear, what music they like. There are some programs for young people. But older people make them. They don't know what we like. I like sports shows, cartoons, and movies. I don't really like watching sports. I prefer taking part in them. And most of the movies on TV are very old. There are plenty of music programs. Yes, there are, but they don't play the kind of music I like. What are you going to do this evening? Well, I'm not going to watch TV. I'm going to listen to the radio and maybe read a book. All right, now, do you understand what Ba and Nga talk about? Em có hiểu Nga và ba nói chuyện gì chưa? So, if you can't listen to the Vietnamese version, không hiểu thì chúng ta nghe bằng tiếng Việt nhé. Bạn có thích xem truyền hình không hả Nga? Không thường xuyên lắm. Không có nhiều chương trình hay dành cho thiếu niên. Thế thì bạn thích cái loại chương trình gì? Tôi thích xem các chương trình nói về thiếu niên ở những quốc gia khác. Tôi muốn biết là họ làm gì, họ mặc gì và họ thích loại nhạc gì.
có một vài chương trình dành cho thanh niên đấy chứ. Nhưng mà người già, à xin lỗi, nhưng mà người lớn nha, người lớn sản xuất ra chúng và họ không biết chúng ta thích gì đâu. Tôi thì thích các chương trình thể thao, phim hoạt hình và điện ảnh. Tôi thực sự không thích xem thể thao. Tôi thích tham gia vào chúng cơ. Và phần lớn các phim ở trên truyền hình đều là phim cũ. Có nhiều chương trình âm nhạc. Vâng, đúng có chứ. Nhưng họ không chơi cái loại nhạc mà tôi thích. Thế thì chiều nay bạn sẽ làm gì? Ồ, tôi sẽ không xem truyền hình đâu. Tôi sẽ nghe đài và có lẽ đọc một quyển sách nha. Now, after understanding the dialogue, can you answer the questions? Sau khi nghe xong, các em có trả lời được câu hỏi không? Look at the questions. Question A. Does Nga watch a lot TV? Why or why not? Nga có xem nhiều chương trình truyền hình không? Tại sao và tại sao không? Right, now let's give me your answer. Cho trả lời câu hỏi xem em. Now, question A. Look. No, she doesn't. Không. Why? Because there aren't many good programs for teenagers. Nha, Nga không có xem truyền hình thường xuyên bởi vì không có những chương trình hay dành cho thiếu niên. Alright. Now, continue question B. What does Ba like to watch on TV? Ba thích xem gì trên truyền hình? Answer. He likes sports shows, cartoons and movies. À, cậu ta thích các chương trình thể thao, hoạt hình và điện ảnh, phim ảnh. Alright. Question C. What does Nga like to watch on TV? Còn Nga thì thích xem gì trên truyền hình? Yes. She likes programs about teenagers. In other countries. Nha, cô ấy thích các chương trình về thiếu niên ở các quốc gia khác. Question D. Why doesn't Nga like music programs on TV? Tại sao Nga lại không thích các chương trình âm nhạc trên truyền hình? Tại sao vậy? Now, because they don't like the kind of music she likes. Bởi vì họ không chơi cái loại nhạc mà cô ta thích. Alright. Now, the last question, question E. What is Nga going to do this evening? Chiều tối ngày nay Nga sẽ làm gì? Nga sẽ làm gì? She is going to listen to the radio and maybe read a book. Cô ấy sẽ nghe đài hoặc có lẽ đọc một quyển sách. Alright. Yeah. Right. Now let's sing along a song. And after singing along and after listening to this song, I have something to tell to you. Sau khi các em hát theo và các em nghe nhạc thì thầy sẽ có một vài điều nói chuyện với các em nhé. Alright, now listen to the song. Music, movies, magazines, there is so much to do. There is
chúng ta thấy free time rất là quan trọng đúng không? Thời gian rảnh rỗi rất quan trọng. Sau khi chúng ta học hành, làm việc mệt mỏi xong, chúng ta phải biết tận hưởng thời gian quý báu đó để mà vui chơi, giải trí. Thấy người hai bạn đã nói không? There is so much to do. Có rất nhiều cái để làm. And we are never bored. Và chúng tôi không bao giờ nhàm chán. Chúng ta cũng vậy nhé. Khi mà chúng ta thấy mệt mỏi, chán nản cái gì đó, thì hãy nghe nhạc, hoặc đi chơi thể thao, hoặc đọc sách, hoặc đạp xe quanh công viên, trong khuôn viên của khu phố mình cũng tốt nhé mấy em. Cố gắng cân bằng giữa học hành và vui chơi. Alright. Bài học của chúng ta hôm nay rất là đơn giản nha. Rồi, các em ghi nhớ phần homework, học từ vựng và cấu trúc thuộc lòng nhé. Rồi, quay trở lại cái chỗ bài đọc thoại hồi nãy. Rồi, nghe lại nhiều lần nha. Luyện nghe, luyện tập bài đàm thoại với một người khác, có thể đó là mẹ, là cha, là chị hoặc em gái, anh trai, em trai gì đó của mình, hoặc là em họ sống chung nhà cũng được. Nào, chuẩn bị phần A1 của bài số 15. Chúc em luôn vui, học tập thoải mái, vui chơi, hăng say, nhiệt tình hết mình. Thank you. Goodbye.